đất sạch sổ hồng riêng, diện tích 4,2 x 18,3m, thổ cư 77m², giá 4 tỷ 1. Đây là lô đất mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị ngày hôm nay. Đây là trục đường chính Hà Huy Giáp, chúng ta quẹo vào đường TL49, khoảng 50m là tới vị trí lô đất. Đường TL49 là đường nhựa, có chiều ngang là 8m. Và đây là vị trí lô đất của chúng ta. Lô đất của chúng ta thì nằm mặt tiền đường nhựa TL49. Từ đây chúng ta có thể thấy trục đường chính Hà Huy Giáp rất là gần nha quý anh chị. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m2 và chiều dài là 18m3, thổ cư là 77m², chủ chào bán với giá là 4 tỷ 100 triệu. Giá này chủ hứa sẽ còn thương lượng bớt lọc lá cho quý anh chị. Đường TL49 là đường nhựa, có chiều ngang là 8m, thông tứ hướng, xung quanh nhà lầu 2 tấm 3 tấm, rất là nhiều dân cư an ninh. Lô đất của chúng ta nằm trong một con đường rất là nhiều nhà lầu, khách sạn và biệt thự, rất là an ninh và yên tĩnh. Đây là toàn bộ hàng xóm của chúng ta và cũng rất là gần trục đường chính Hà Huy Giáp. Trước mắt chúng ta là một ngôi biệt thự và phía đối diện kế bên lô đất của chúng ta cũng có một căn biệt thự màu xanh. Lô đất của chúng ta có chiều dài là 4m2 và chiều sâu là 18m3, nhưng từ mí lô đất của chúng ta ra tới mí lề đường chúng ta còn hơn 2m rưỡi nữa. Tổng cộng là chiều dài của lô đất hơn 20m nha quý anh chị. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì hãy điện thoại cho Phúc qua số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Lô đất của chúng ta nằm trong một con đường nhựa thông tứ hướng. Phía sau lô đất chúng ta là dự án phân lô, giá rất là cao. Từ vị trí lô đất của chúng ta khoảng 50m là chúng ta sẽ ra tới trục đường chính Hà Huy Giáp, và thêm 3km chúng ta sẽ tới đường Nguyễn Oanh Gò Vấp. Và cũng theo con đường này luôn, chúng ta đi thêm khoảng 4km là chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất, và thêm 4km nữa chúng ta sẽ về tới trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, một vị trí rất là gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m2 và chiều dài là 18m3, thổ cư là 77m², chủ chào bán với giá là 4 tỷ 100 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ cũng hứa sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị. Trước mặt chúng ta là trục đường chính Hà Huy Giáp, một hướng là về Nguyễn Oanh Gò Vấp và hướng phía bên trái là chúng ta sẽ về thành phố Thủ Dầu Một, về thành phố Thủ Đức, một vị trí rất là đẹp nha. Ngoài ra, nếu quý anh chị muốn mua đất hoặc nhà ở quận 12 thì cũng cứ điện thoại cho Phúc và nói yêu cầu mà mình muốn tìm nhà đất như thế nào. Phúc sẽ cố gắng tìm đúng yêu cầu của quý anh chị. Video review lô đất mặt tiền TL49 của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, quận 12.